Nếu như bạn muốn trở nên giàu có, kiếm được nhiều tiền hơn và thay đổi được cuộc sống của mình, thì bạn sẽ cần phải thay đổi lại 3 tư duy mà tôi sẽ chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay. Bởi vì đây là những cái bẫy về tư duy rất lớn. Nếu bạn có một trong những tư duy này thì khả năng rất cao là bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu về tài chính của mình. Nào, bẫy tư duy đầu tiên, bạn nghĩ rằng mình cần phải làm việc cần cù, chăm chỉ, thông minh thì mình sẽ được đền đáp xứng đáng về tài chính. Có thể bạn đang nghĩ rằng tôi đang so sánh giữa việc làm chăm chỉ và làm việc thông minh, nhưng mà không phải như vậy. Chúng ta phải làm việc thông minh trong bất kể trường hợp nào, có đúng không ạ? Tuy nhiên, cái điều mà tôi muốn bạn chú ý tới ở đây đó là một thực tế thế này. Những người nhận được phần thưởng lớn nhất không phải là những người làm việc chăm chỉ nhất, mà là những người tạo ra kết quả tốt nhất. Thực tế là như vậy. Ai tạo ra kết quả tốt hơn sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn mà không tính tới thời gian hay công sức họ bỏ ra như thế nào. Tôi lấy ví dụ, bạn là người dọn dẹp trong một nhà hàng, giả sử như vậy, và bạn làm việc rất chăm chỉ và cũng rất thông minh để đảm bảo rằng cái nhà hàng đó luôn sạch sẽ 24/7. Tất nhiên người quản lý sẽ trả công cho bạn kèm theo những phần thưởng bổ sung xứng đáng nếu như bạn làm tốt công việc đó. Nhưng mà thu nhập của bạn sẽ là rất nhỏ và bạn sẽ được trả lương theo giờ. Dù bạn có làm thông minh tới đâu thì thu nhập của bạn sẽ theo cái số giờ làm việc của bạn và có giới hạn. Tuy nhiên, nếu công việc của bạn còn có thể tạo ra được doanh số tốt hơn cho nhà hàng đó, ví dụ như là bạn là một đầu bếp, bếp trưởng và bạn tạo ra những món ăn mới, thu hút khách hàng tới cái nhà hàng đó ngày một nhiều và bạn làm cho doanh số nhà hàng tăng gấp 5 lần so với trước đây, thì chắc chắn là bạn sẽ có cái phần thưởng về tài chính rất hậu hĩnh về cho mình, có phải không ạ? Hoặc là trong hoạt động kinh doanh, hoạt động khởi nghiệp cũng như vậy. Bạn nghĩ rằng những triệu phú, những tỷ phú tự thân họ làm việc chăm chỉ hơn bạn? Tôi không nghĩ như vậy. Có rất nhiều người cũng lao động chăm chỉ và thông minh không kém gì những người thành công đó. Vấn đề ở đây đó là sản phẩm của họ phục vụ cho nhiều người hơn, cho số đông, cho thị trường rộng lớn. Hay nói cách khác là kết quả của họ tạo ra mang tính ảnh hưởng cao hơn rất nhiều so với những người khác. Đó là lý do vì sao mà họ giàu hơn 95%, 99% những người cùng kinh doanh, cùng khởi nghiệp còn lại. Vì vậy, cái điều đầu tiên bạn cần phải suy nghĩ tới đó là công việc hiện tại của mình đang tạo ra điều gì và nó có thể mang lại kết quả lớn hơn như thế nào, mang lại tiềm năng thu nhập cao hơn bao nhiêu, chứ không phải là bạn cần phải làm việc chăm chỉ hay thông minh với công việc trả lương theo giờ hiện tại của mình. Bởi vì nếu như bạn cứ làm việc theo giờ thì có thể giúp cho bạn không rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, nhưng sẽ không giúp bạn giàu có được. Điều bạn cần làm là hãy học các kỹ năng về tạo ra nhiều kết quả, tạo ra kết quả lớn hơn. Và khi bạn nhân nó lên cùng với sự cần cù, cùng với sự chăm chỉ thông minh của bạn, thì bạn sẽ đạt được thành quả về tài chính như mong đợi. Bẫy tư duy số 2, bạn đi săn lùng các cơ hội để tạo ra nguồn thu nhập thụ động và hy vọng rằng mình có thể sống thoải mái hết đời nhờ vào nó. Nào, tôi hay so sánh những người như thế này với những cái thợ săn châu báu vậy. Đây là những người luôn đi tìm kiếm những tấm bản đồ để rồi có thể đi tới một hòn đảo nào đó mà trong đó có những dương chứa đầy vàng bạc châu báu, nhiều tới mức mà họ có thể dành phần đời còn lại của mình sống trong hưởng thụ, không cần làm việc gì cả. Đó chính là cái tư duy của những người tin rằng tôi chỉ cần tạo ra một nguồn thu nhập thụ động là tôi có thể nghỉ ngơi, và đó là mục tiêu trong cuộc đời của mình. Tôi có thể nghỉ hưu sớm từ năm 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi v.v. Tuy nhiên, để tôi hỏi bạn một điều này. Hãy thử nhìn lại những người giàu có trên thế giới hoặc là những người giàu có ở Việt Nam. Cái bạn thấy là họ sống trong một cuộc sống sung túc, đầy đủ, xa hoa, nhưng mà bạn nghĩ rằng họ có đang làm việc không ạ? Chắc chắn là họ đang làm việc rất chăm chỉ và họ là những người đam mê làm việc nhất. Chẳng qua là cái môi trường làm việc của họ tốt hơn rất nhiều so với môi trường của bạn mà thôi. Đó là bởi vì họ tạo ra rất nhiều công ty, hoạt động kinh doanh mang lại kết quả lớn, nhưng họ vẫn phải quản lý, phải theo dõi thị trường, vẫn phải ủ mưu tính kế để có thể liên tục bứt phá, liên tục tăng tốc, hoặc là có những thay đổi lớn hơn, tốt hơn mỗi ngày và thoát khỏi cạnh tranh. Họ còn phải quản lý những mối quan hệ phức tạp hơn so với các mối quan hệ của bạn vậy. Làm việc với những nhân tài kiệt xuất mà đó là những người cần có sự khéo léo để quản lý, vân vân. Đúng là họ có thể nghỉ ngơi, không cần làm gì trong một khoảng thời gian, nhưng mà bạn nghĩ rằng họ có dám bỏ đó để cho những người khác trông coi tới hết phần đời của mình không ạ? Chắc chắn là không thể. Hoặc là kể cả bạn có nói rằng tôi là một người đầu tư bất động sản, chứng khoán để có thu nhập thụ động, hay là bạn tạo ra một sản phẩm nào đó để bạn có thể
để cho người khác bán nó, không cần làm gì cả mà vẫn có nguồn doanh thu từ đó. Như vậy là bạn có thể sống thoải mái mà không cần làm gì cả. Thực tế có phải như vậy không ạ? Hãy thử suy nghĩ mà xem. Nếu như bạn không theo dõi thị trường thì các tài sản bạn đầu tư đó có thể không cánh mà bay trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nếu sản phẩm bạn đưa ra không có cập nhật thường xuyên, không được quảng bá tiếp thị thì có bao nhiêu người được biết đến nó? Còn nếu như bạn nói rằng đầu tư để có thể vài chục năm sau mang ra bán kiếm lời thì đó không phải gọi là thu nhập thụ động. Bởi vì thậm chí bạn chẳng có cái nguồn thu nhập nào định kỳ thường xuyên từ nó cho cái cuộc sống hiện tại của mình, mà thậm chí bạn lại còn phải kiếm thêm tiền để nuôi sống các khoản đầu tư như vậy, có đúng không ạ? Việc bạn cần phải làm đó là hãy ngừng tìm kiếm những cái hòm chứa đầy châu báu đó, mà hãy tập trung vào tạo ra thật nhiều kết quả, nhiều giá trị cho thị trường, cho nhiều người, cho khách hàng, và tiếp tục đam mê làm tốt công việc mình đang làm. Hãy thử suy nghĩ xem, cuộc sống còn gì thú vị nữa nếu như chỉ có ăn chơi mà không có lao động, có thử thách, có đúng không ạ? Hay đó là cái suy nghĩ của mình thôi. Và bẫy tư duy số 3, bạn nghĩ rằng tiền bạc là xấu xa hay là người có nhiều tiền đều là những người tội lỗi? Nào, có thể bạn nghĩ làm gì có ai lại nghĩ rằng tiền bạc là xấu hay là ai chẳng muốn có nhiều tiền. Không phải như vậy đâu ạ. Thực ra có rất nhiều người nghĩ theo cái cách đó, nhưng mà chẳng qua bạn đang nghĩ theo một hướng khác tích cực hơn mà thôi. Mà một trong những suy nghĩ phổ biến nhất đó là tôi không muốn trở thành một người giàu có bởi vì tôi chọn là một người tốt, hoặc là tất cả những người giàu có đều phải làm cái điều gì đó mờ ám, hại người thì mới có nhiều tiền như vậy. Giống như là những bộ phim mà chúng ta thường xem hàng ngày vậy. Nào, bạn có để ý thấy là trong phần lớn các bộ phim đó thì những người giàu có đều là những người xấu xa, và luôn là cái cuộc chiến giữa những người khó khăn chống lại cái những người giàu có để rồi đạt được cái kết quả mình mong muốn. Có đúng không ạ? Theo bạn nghĩ thì tại sao các bộ phim họ lại làm như vậy? Có lẽ đó là bởi vì các đạo diễn đang muốn làm hài lòng số đông những người xem, và là những người đang lấy lý do tôi không muốn giàu có bởi vì tôi muốn làm người tốt. Và vì vậy cũng chẳng sao cả nếu như tôi không thể trở thành một trong số những người giàu có đó. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại phải nghĩ như vậy? Trong cuộc sống của bạn, của tôi, chúng ta luôn có hai mặt, có đúng không ạ? Có những người không giàu nhưng mà tốt, và có cả những người không giàu, thậm chí là khó khăn và cũng không phải là người tốt. Và tất nhiên có cả những người giàu có nhưng mà không tốt, nhưng trong số đó cũng có rất nhiều người mang lại cái điều tốt cho cộng đồng, cho những người xung quanh của mình. Điều mà tôi cho rằng khá nhiều người trong chúng ta đang dùng những cái lý do tương tự như vậy để tự bào chữa cho mình rằng tôi không cần phải cố gắng để chất lượng cuộc sống của tôi được trở nên tốt hơn. Tất nhiên, chúng ta sẽ không nói tới những người lựa chọn con đường sống của mình mà không phải bởi vì tiền bạc, vật chất mà vì một lý tưởng khác. Đó là cái cách sống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bạn là người cảm thấy mình muốn có một cuộc sống đầy đủ của những người giàu có, nhưng bạn lại thường xuyên cho rằng nhiều tiền là xấu, người giàu là người xấu, và bạn chọn làm một người tốt và bạn không cần đến nhiều tiền như vậy, thì có lẽ bạn đang ở trong cái bẫy tư duy này khiến cho bạn không thể vươn xa hơn được trong cái thành quả của mình. Tôi không nói rằng bạn sẽ phải làm tất cả mọi thứ để có thật nhiều tiền, mà hãy là một người giàu có và tốt với mọi người. Bởi vì hiện nay chúng ta có rất nhiều cách để bạn có thể có được nguồn thu nhập tích cực và thay đổi cuộc sống của bạn, có đúng không ạ? Bạn cần phải học những kỹ năng để tạo ra nhiều nguồn thu nhập tốt hơn. Và thêm vào đó, bạn cũng cần phải có tư duy đúng để tránh những cái bẫy tư duy này và có động lực để phấn đấu. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn ở phía dưới video này và tôi sẽ tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.